ba câu chuyện cuộc đời nghe xong có được rất nhiều bài học hay và ý nghĩa. Những lời văn mộc mạc giản dị của các câu chuyện cuộc đời này sẽ làm ta thấy có phần nhẹ nhõm hơn giữa cuộc sống xô bồ phức tạp. Bên cạnh đó, khi nghe chuyện, chúng ta sẽ có được nhiều cảm nhận hơn về cuộc sống, về con người trên khắp mọi miền đất nước, thông qua giọng văn của từng vùng từng miền. Vì vậy, dù bận rộn với trăm công nghìn việc quý vị và các bạn cũng nên dành chút ít thời gian để thư giãn cùng những câu chuyện ngắn mà Vân Anh chuẩn bị gửi tới quý vị ngay sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất Cuộc sống của bà Buổi chiều vắng lặng từ căn nhà cũ làm bờ vai bé nhỏ khẽ rung lên vì sợ. Tôi và cô bé ấy sợ cái làn gió trong lành, sợ đám mây hờ hững, sợ một chiếc lá khô bị gió thu đưa đi trên con đường về sợ sự tính mịch và sợ cả tình yêu thương. Buổi chiều ấy, tôi đi tìm bà nuôi một lần cuối cùng. Đó là bà của cô bé, người đã cho trái tim tôi đập trở lại. Một trái tim tràn đầy tình yêu và sức sống, một trái tim luôn thôi thúc tìm về người phụ nữ mang tên bà. Thông tin về bà tôi có rất ít, chủ yếu tôi chỉ lần mò theo quyển tự truyện của cô bé hai năm nay đã hàng trăm lần tôi hỏi han và tìm tôi và dường như tuyệt vọng và sợ chẳng bao giờ tôi gặp được bà. Nhưng buổi chiều đầy gió ấy, khi lý trí đã định dừng kiếm tìm, tìm thì con tim lại thôi thúc bàn chân bước đi. Thế là tôi đi vào ngõ vắng nơi mà bà bán nước đầu ngõ khẳng định chắc định với tôi. Bà Úc bán đồng nát ở cuối ngõ có cháu là nhà văn trẻ trong chuyện của cô bé, chỉ có nói em và bà sống trong một chiếc ngõ vắng. Bà hàng ngày đi nhặt đồng nát. Và trong hàng trăm chiếc ngõ, lần này tôi tìm thấy bà. Dán lưng gầy gò đang lơm khơm nhặt mấy vỏ lon bia. Tôi khẽ gọi, bà ơi! Bà chuông ngõ lại mà khóe mắt của một thằng con trai 25 tuổi đã cay cay. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xúc động đến vậy chẳng cần hỏi nhiều, tôi biết lần này tôi tìm đúng người. Bà quay lại nhưng chẳng nhìn tôi mà đôi mắt nhìn xuống đất và bà mời tôi vào nhà uống nước. Bà nói, bà biết cháu là ai, vì sao lại tìm bà. Điều đó làm tôi không khỏi bất ngờ ngồi trầm ngâm chừng 15 phút thì tôi mới dám hỏi về cô bé. Người làm cho trái tim tôi biết đập. Bà khẽ gật đầu đôi mắt đã mờ đục nhìn xa xăm cái nhìn rất xa rồi bà đưa tôi cuốn nhật ký mà cô bé tự kể về mình và bà trong cuốn nhật ký cô bé tự gọi mình là nó và những dòng chữ run rẩy đầu tiên đã mở ra câu chuyện mang tên bà và nó nó là một đứa mộng mơ nó thường kể với bà rằng trong đầu nó lúc nào cũng đầy lời thơ và câu hát những ngày bệnh nặng của nó có câu hát Bông cải hoa vàng gieo ngàn nỗi nhớ Nở rực cõi đời đợi gió đưa đi Cứ quanh quẩn mãi trong đầu Cái giai điệu chậm chậm và cái lời hát đó là nó tự nghĩ ra đấy chứ Nó tự nhủ Phải chăng nó sắp phỉnh biệt cuộc đời ở tuổi 18 Lúc mà thanh xuân có lẽ đang căng tràn trong từng mạch máu Có lúc nó còn nghĩ Mình mà chết có lẽ cả lớp À không, chắc là cả các trường và các khu nhà mình ở sẽ phải mất mấy hôm xôn xao hỏi nhau bàn luận. Cũng có người thương tiếc, xót xa. Bởi lẽ, cái chết lúc nào cũng là đề tài mà mọi người quan tâm, dù họ chẳng thân, thậm chí chẳng quen với người vừa ra đi. Những suy nghĩ bà cụ non đó lần nào cũng làm nó khóc. Nó thấy mình thật dở hơi vì những suy nghĩ tiêu cực sao nó có thể chết lúc này được chứ? nó phải sống và sống đến khi nào có thể. những gì phút rảnh rỗi trên giường làm những suy nghĩ viễn vông, thi thoảng lại ghé thăm và trong tâm khảng của nó lại diễn ra hàng trăm cuộc đối thoại với chính mình. những câu chuyện thoáng qua đôi lúc cũng rất hữu hiệu, bởi lẽ nó giúp nỗi đau về thể xác vơi đi sức mạnh tinh thần, đôi khi lại thay thế cho những viên thuốc giảm đau. Có lần nó đã từng cắt tay nhưng không thành. Sau lần đó, nó ít nghĩ đến việc chết hơn vì bà. Trong căn nhà nhỏ, nơi cái ngõ sâu hút hút và bé tẹo, có con đường mà bê tông nứt rạn lấm chẩm. Dạo này, trời cứ mưa phùng suốt, làm mấy cái ổ gà trong ngõ lúc nào cũng động nước bẩn. Trước kia, khi nó còn đi học, vào những ngày này bà lúc nào cũng dặn buộc hai cái túi bóng vào chân cho đỡ bẩn dài. Vậy mà giờ đây, xoẹt xoẹt, mấy tiếng chổi tre quét bỏ bãi nước lúc nào cũng động ở cổng, làm nó biết là bà nội hôm nay hết hàng sớm. Thế nhưng chắc bà không vào nhà đâu, chỉ quét xong là lại tranh thủ đi gom đồng nát, kẻo trời tối. Ồ, thế mà hôm nay lại khác, bà bước vào nhà khuôn mặt vốn dĩ chất đầy nếp nhăn, nay lại rạng rỡ hơn chút đôi mắt ngấn lệ của bà nhìn nó âu yếm và nói hôm nay bà nghỉ hạn đi gặp bác sĩ nói sang tháng sau nếu có cơ hội chuyển con vào sài gòn phẫu thuật thì bệnh con có thể sẽ khỏi nó cười rồi nói với bà thôi không cần đâu mấy buổi nữa bà đi hỏi thuốc nam cho con uống cũng được và sài gòn tốn kém rồi biết đâu phẫu thuật không thành công con lại chết luôn. Ngày giây phút đó, bà nội ngoảnh mặt đi, gạt nhẹ giọng lệ, còn chưa kịp lăn xuống đôi gò má. Rồi bà lấy nhanh chiếc bánh giò nóng hổi, đưa cho nó. Rồi bàn đêm cũng buông cái thực tại thiếu thốn, làm cho màn đêm nặng nề hơn trong căn nhà nhỏ. Đêm đó, lại một đêm bà mất ngủ, và nó thì nhắm mắt vợ như ngủ rất say, nhưng nó biết tất cả. Nó biết bà lại khóc. Bà khóc ướt hết cả mái tóc đớn bạc, ướt hết cả chiếc cuối cũ đang bốc dần theo năm tháng. Bà khóc vì sự bất lực của tuổi già không thể kiếm nhiều tiền. Bà khóc vì khó có thể lấy lại sự sống cho niềm yêu thương duy nhất còn lại trong cuộc đời bà. Đứa cháu gái 18 tuổi xinh xắn nằm cạnh bà đó đang phải chiến đấu từng ngày để níu giữ sự sống và giá như căn bệnh não quái ác đó đừng chọn cháu. Và giá như bà có tiền cho cháu đi phẫu thuật, dù tỷ lệ thành công chỉ là 30%. Những giọt nước mắt trong đêm của bà khiến nó hận. Tại sao cuộc đời này lại khốn nạn với bà như vậy? Năm 20 tuổi, bà đã bị lừa có thai phải bỏ nhà đi để sinh con, rồi lại một mình nuôi con khôn lớn. Suốt mấy chục năm, bà không dám yêu người đàn ông nào nữa bà vẫn sống và gồng lên để tồn tại. Đến khi bố nó lớn lên lấy vợ, suốt mấy năm lại chẳng có con, bà lại chạy phải đi xin nó ở cô nhi viện về cho bố mẹ nó. Vậy là bà đã trao cho cái đứa bị bố mẹ buông bỏ kia một mái ấm gia đình. Rồi cuộc sống lại cướp đi cái hạnh phúc đó của bà và nó. Và một ngày bầu trời tư xanh lạ kỳ, cái tình bố mẹ nó ra đi vì cháy xưởng kẹo nơi họ đang làm, đến bằng một cú điện thoại. Ngày hôm đó, bà và nó dường như chết lặng, rồi đến hôm chôn cất bố mẹ nó, bà không rơi một giọt nước mắt nào cả. Vì có lẽ lúc này bà đã đi đến tận cùng của nỗi đau, còn nó thì khóc đến mức phải nhập viện, và đó cũng là lúc ông trời đâm bà thêm một nhát dao. Nằm viện hai hôm, nó được yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bị mắc một căn bệnh não quái ác mà có lẽ sẽ chết lúc nào không biết. Nhận tin, bà chẳng nói gì. Nó chỉ thấy đôi bàn tay bà rung rung, cổ họng khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt nổi lên nhiều đường rất đỏ. Có lẽ bà đã cố tỏ ra như vậy để nó không buồn. Thế là kể từ ngày hôm đó, bà lại là người bên nó, nuôi nó, yêu thương nó thầm lặng căn bệnh quái ác làm nó không thể đến trường. Bạn bè trong lớp nhớ nó lắm. Ngày nào cũng có đứa lọ mọ đạp xe vào mang vỏ cho nó mượn chiếc bài. Nó cảm động rơi nước mắt. Dù nghỉ học hai tháng nhưng chưa hôm nào, chưa có bài nào nó viết thiếu một chữ. Trang giấy nào của nó cũng phồng lên vì nước mắt. Thậm chí có những lúc đang viết máu cam còn chảy không ngừng ước mơ đến trường đang dần khép lại vì ngay cả đến chuyện sống cũng còn quá khó khăn. Thế rồi, ngày hôm ấy cách đây khoảng 3 tuần, nó quyết định kết liễu cuộc đời sớm hơn một chút để cho bà đỡ khổ. Thế mà chiều hôm đó, bà lại về sớm hơn mọi khi. Về đến nhà, thấy đứa cháu với bàn tay chảy đầy máu, đôi mắt yếu ớt, đang dần liệm đi. Bà hoảng hồn gọi người tới giúp. Tiếng kêu gào thất thanh của bà còn vọng vào cả linh hồn tưởng như sẽ phải ra đi lúc đó nó được cấp cứu kịp thời nên nó lại sống à không là tạm thời được cứu sống thôi thế nhưng cái ngày hôm đó cái ngày nó định ra đi đó đã làm nó chợt nhận ra là bà cần nó rất rất cần nó và nó sẽ sống sống lâu nhất có thể những ngày nó sống tiếp theo phải có ý nghĩa và làm điều gì đó cho bà mấy ngày hôm nay nó đang bắt đầu viết nó sẽ viết cuốn truyện cuối đời rồi sẽ bán có tiền tặng bà rồi trước khi chết nó sẽ là nhà văn trẻ ôi cái cụm từ nhà văn trẻ cái ước mơ khi nó còn khỏe xa vời biết bao nhưng giờ đây khi sắp lìa đời thì khao khát thực hiện ước mơ nó lại cháy bỏng hơn bao giờ hết trước khi chết nếu tác phẩm của nó thành công thì nó sẽ là nhà văn trẻ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ôi cái ước mơ thật tươi đẹp biết nhường nào vì vậy nó khát khao sống khát khao khỏe mạnh và lạc quan hơn bao giờ hết dù rằng sự sống đó làm nó đau lắm vì nó không còn cầm được bút nên câu chuyện của nó dường như chỉ bắt đầu trong tiềm thức nhưng thật may là bà nó lại vừa xin được chiếc điện thoại cảm ứng cũ có thể soạn thảo vậy là mỗi ngày nó viết một ít hôm nay tự nhiên nó vui lạ mấy câu khác mấy phần thơ vu vơ ngớ ngẩn làm nó không phải dùng thuốc giảm đau căn bệnh này vẫn cứ bào mòn cơ thể nó bằng những cơn đau đậu khủng khiếp bác sĩ nói những lúc đau quá thì bắt buộc phải dùng thuốc giảm đau thế nhưng nó biết uống nhiều thì nó sẽ chết nhanh hơn và bà thì lại mất nhiều tiền hơn để mua thuốc nên nhiều lần nó cắn răng chịu đựng câu chuyện nó đang viết gian dở khiến nó đỡ đau hơn rất nhiều. Thời gian trôi, một, hai, ba, bốn. Nó sống thêm được bốn tuần nữa rồi cố lên. Chuyện ngắn bà nuôi của nó chỉ cần kết kết nữa thôi là hoàn thiện rồi. Nó đang đi tìm cái kết, kết đẹp nhất để câu chuyện biến thành thứ tình cảm dịu kỳ có thể chạm vào trái tim mọi người. Niềm hy vọng đó cùng với lời hứa của cô giáo dạy văn của nó là sẽ nhờ người quen, một nhà báo nổi tiếng đọc truyện và đăng báo giúp nó, làm cho tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn. Thế nhưng dạo gần đây, nó thấy bà nó cứ chạy đi chạy lại, hình như đang lo liệu việc gì đó mà không nói với nó. Nhưng hôm nay, nó đã biết chuyện vì hai người đàn ông đến xem nhà để mua, còn đưa cho nó số điện thoại, nói bà gọi cho hai chú để hẹn ngày giao nhà. Bà bán nhà ư? Bà bán nhà làm gì? Rồi nó tự nhủ, chắc là để cho mình vào nam phẫu thuật. Nó không đồng ý và đương nhiên nó vứt bỏ ngay tờ giấy đó. Ngày bà đưa nó đi ký cam kết phẫu thuật, nhưng lúc bà không có ở đó, nó đâu có ký. Vậy bây giờ bán nhà làm chi? Hôm đi bệnh viện, nó đã quỳ xuống van xin bác sĩ, cho nó đăng ký hiến tạng thay vì phẫu thuật. Bác sĩ ái ngại vô cùng nhưng sau tất cả một phần vì biết nó khó có thể qua khỏi phần khác bị mũi lòng vì lời nói và những giọt nước mắt của nó vậy là bác sĩ đồng ý giúp nó và hứa sẽ giữ kín mọi chuyện cuốn nhật ký vẫn chưa kịp kết thúc thì nó ra đi bà kể với tôi ngày cuối nó cùng bạn đi nộp truyện ngắn dự thi nó lên cơn đau đầu khủng khiếp nhưng lại không đi viện mà cắn răng chịu đựng. Vậy là nó chết. Nó chết trước khi bà kịp bán nhà. Nó chết đi rồi, nhưng trái tim của nó lại cứu sống một con người khác. Và câu chuyện của nó viết về cuộc đời bà. Đoạt giải nhà văn trẻ tuổi 18. Một giải thưởng vốn không có trong hạng mục trao giải. Câu chuyện đó lần nào mở ra đọc bà cũng khóc. Bà khóc không phải vì cuộc đời cay đắng của mình, mà bà khóc vì tình cảm của đứa cháu gái bé bỏng dành cho bà. Ngồi trong căn phòng chật hẹp, tôi chợt nhận ra một điều. Tấm bằng khen của cô cháu gái là thứ được treo trang trọng nhất trong nhà. Và đôi mắt bà nhìn tấm bằng khen đó là thứ sáng nhất trong cuộc đời này. Tôi ngỏ ý muốn đón bà về nhà tôi để chăm sóc, nhưng bà từ chối Bà nói, bà còn khỏe, vẫn làm được. Những thứ khó khăn nhất đã qua rồi. Bây giờ, dù già, nhưng bà vẫn có thể sống tốt. Vì xung quanh bà, tình yêu và niềm tin của cô cháu gái về bà luôn sống. Sau lời từ chối của bà, tôi lặng lẽ bắt xe ra về. Khoảng thời gian về sau, hàng tuần tôi lại đến thăm và ở lại một ngày ăn cơm cùng với bà. Bà vẫn đi nhặt đồng nát vất vả, sau lưng bà vẫn là cái ngõ sâu hút mà ổ gà còn động đầy nước bẩn. Thế nhưng, phía trước bà là cả bầu trời xanh tươi và nắng chan hòa. Cuộc sống của bà cũng vậy, khó khăn bất hạnh, lúc nào cũng bổ vây bám riết lấy bà. Nhưng bà vẫn sống, bởi xung quanh bà là nghị lực, là niềm tin, là tình yêu thương của cô cháu gái bé bỏng mà trái tim đang đập thổn thức trong lòng ngực của tôi. Câu chuyện thứ hai Linh Phật Điện thoại rung lên đành đạch Ông Minh nhấc máy a à, Lan gọi Ông bấm phím Alo, xin chào Quỳnh ơi, sáng nay đi dự tất nhiên với mũi nhé Có cô bạn mới quen mời ăn mừng nhà mới và tất nhiên luôn Nè, hay lắm nha Giải toán lại sáng tác văn chương Bữa tiệc rất là đặc biệt Mời đúng một mâm khách Tám giờ mũi đón đón hôn đi nhé Thế nhé Ông nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ, vị chi còn 3 giờ nữa. Một mớ bồng bông vụt qua đầu, bạn mới quen. Mừng lên nhà mới, cộng ăn Tết tất nhiên, mà mời đúng một mâm. Rõ là khác thường. Ông bảo, em mới quen người ta, người ta có bao nhiêu thân thiết mà mời có đúng một mâm. Em là may mắn trong số đó rồi, lại tự ý dẫn thêm một người không quen, sao vô duyên thế? Không có vô duyên đâu, có duyên đấy, mình sẽ hay hơn cho họ chứ không làm phiền. Quỳnh tin mũi đi, bạn ấy là đồng nghiệp với thầy, vui tính và hài hước, sẽ giúp cho không khí buổi gặp mặt thú vị hơn. Nếu đồng đúc xô bộ, buổi không nài Quỳnh đâu. Thế nhé, Quỳnh biết em mà. Á Lan là thế, lúc nào cũng nhộn và tốt tính. Hắn là doanh nhân, là giám đốc ngân hàng, chồng là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty. Cháu nội cháu ngoại mấy đứa, bận thế mà việc tư việc công với bạn bè lối xóm vẫn đâu vào đấy còn tham gia sáng tác nữa tổ chức ấy hiếm lắm có thể nhà bạn a lan đang mừng nhà mới trong phạm vi gia đình giờ dành cho những người đặc biệt có dư ba đồng điệu nào đây tuy có chút phân vi thế ông minh vẫn lặng lẽ chuẩn bị áo quần giày tất túi đeo có cuốn sổ thơ ông nói với vợ bà ơi tám giờ A Lan đến đón tôi đi dự ăn mừng nhà mới một người bạn. Trưa bà chịu khó ăn một mình, để tối cúng cụ công bà nhé. Á à Lan và em gái út của thầy cùng là học trò xuất sắc lớp 9B, giỏi cả toán lẫn văn. Em gái thầy làm lớp trưởng, hắn là bí thư chi đoàn. Ngày hội lớp, Á à Lan lên phát biểu và đọc thơ, cả lớp ngưỡng mộ. Tan buổi thầy Minh gọi Á à Lan bảo. Thơ em giàu hình tượng, song có mấy từ bị hạn chế thay nó đi là cao phúc tầng không. Nghe vậy thì Á Lan vui sướng bàng hoàng. Á Lan mở cặp, đưa cho thầy Minh một sách giấy A4, đánh máy, nét mặt cung kính. Nhờ thầy xem và chỉnh cho em ạ. À. Lan Hiểu văn chương nghiệt ngã lắm. Thay một cái dấu, đổi một chữ N thành L, D thành G, đã thay đổi hẳn bản chất. Đang vi phạm lại công trạng mênh mang, đang hẹp thành trọng, đang cùng đường thành mở đường nên nóng lòng chờ đợi. Thầy Minh phát hiện điều thú vị. Á à Lan vui vẻ hồn nhiên bao nhiêu thì văn thơ lại trầm tư sâu lắng với nhiều. Bài thơ hay chỉ sửa đúng ba chữ từ hạn chế thành vô biên. Còn tảng văn rất gợi, đầy tâm trạng, câu văn mềm mại như thơ. Bài về mùa thu thờ học trò, bài về mẹ và con gái chỉ đảo mấy khúc là hoàn chỉnh. Soạn xong, Thầy gửi đăng báo tạp chí luôn, đúng lúc tàn hy vọng thì nhận báo biếu và nhận bút. Á Lan mới sung sướng làm sao, cảm xúc ùa về, nàng lao vào ghi chép. Ít lâu sau, nàng mang đến một tập bản thảo thơ nhờ thầy xem giúp. Quý cái tài tháo phát đảm đang trọng nghĩ tình của Á Lan, coi nó như em gái nên thầy Minh tập trung nguồn lực đọc nghĩ và chỉnh sửa. viết sửa đổi khuyết, có cắt bớt và bổ sung thêm cả đập đi dựng lại thầy minh nghĩ văn chương như nấu rượu phải ủ và chân cất kỹ phải biết chống chua chát thành thứ lưu linh êm ái có tác dụng hưng phấn không đau đầu vì có độc tố phải thật kỹ càng chấp nhận đau đớn để cắt gọt đục đẽo mới mong có hộ tinh nên thầy cứ làm theo cảm xúc của riêng mình mặc cho á lan chán nản á lan thất vọng thật nàng đặt nó vào góc tủ quên luôn một đêm, A Làng hứng lên, nàng phun chăn bật máy ngồi viết. Đánh máy theo bản thầy đã sửa, rồi mang qua nhờ ông nhà thơ cấp tỉnh xem hộ. Ông nhà thơ khen hay, nhưng sửa cũng nhiều. Ông này động viên. Thơ A Làng không trùng lập cảm xúc cũ mòn, có giọng điệu riêng, hay hơn nhiều một số nhà thơ đã có tên trong hội. Được khen, nàng hy vọng, nàng đánh máy theo bản sửa mới, lặng lẽ, mang nhờ nhà thơ trung ương xem hộ tháng sau ông nhà thơ quốc gia gửi lại ông ấy lại sửa mấy chỗ trở lại khá trùng như thầy Minh đã sửa từ kính trọng A Lan coi thầy Minh là thần tượng thầy không là hội viên hội nhà văn nhưng thầy thường xuyên có bài đăng báo Tết chọn và giới thiệu thơ văn một số người giúp họ có lý lịch thơm thoa vào hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh đã không ít người in tới cả chục tập thơ nhưng không thành gì cả. Còn Á Lan chỉ một tập thơ và ba bài đăng báo và tạp chí đã đủ điều kiện sắp phi sai cho Á Lan thành hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh rồi. Á Lan gọi thầy Minh là Huynh, xưng là muội nghe rất gần và sang. Đúng 8 giờ, chiếc xe Toyota màu trắng từ từ vào sân. Nữ giám đốc này luôn tự lái, nên đi đâu hắn cũng nổi. Vợ chồng thầy Minh ra sân chào đón Hắn vừa mở cửa ra vừa tranh thủ cười. Mới quen nhưng đồng tuổi, đồng hoàn cảnh. Ba năm nữa bọn em nghỉ hưu. Nghỉ hưu mà thi thoảng tụ tập văn chương, hỏi có gì bằng. Bọn mê văn chương là một lũ ham hăm, không yêu vẫn phải chơi với nhau. Không chơi với nhau thì chơi với ai? Các cụ dạy rồi, du hành nhị mà. Đi với nhóm văn chương mà đơn độc thì chán lắm. Mụ thích văn phong, ứng sự hớm hỉnh của huynh dù quen dù lạ cũng làm cho không khí nơi đó ấm lên, vui tươi cuốn hút, gần gũi như thường. Chắc hắn khen thật, hắn mới rủ mình. Lòng thầy vui phơi phới, A Lan mở cớp, cầm cái túi quý chữ chúc mừng năm mới, que tuyết bảo. Của huynh đây chị Tân Cương, vợ ấm còn hương đây. Đây áo sơ bi 100%, chất liệu cô tông và cà phạt hoa, cả quà năm mới đây. Chị ơi, có món rau em trồng này có một cái vàng mà ăn không xuể đổ ruột gà già dạ, xào luộc đều ngon có chai mắm tép thanh hóa đun với hành khô chấm thịt lợn luộc thì thôi rồi vợ thầy dặn hai anh em đi trưa về ăn cơm nhé tôi mua đủ cả rồi không chị ơi anh em em đi ăn tân gia để tối thấp hương chị nhé nhà em cũng vậy mà trên đường du xuân nhiều nơi đã bày bán cây quất cây đào vui vui không khí tết hạ lưu sông đúng là đại thủy lộ rất nhiều con tàu xuôi ngược dân đang thu hoạch cà rốt ở bãi sông không khí lao động rất vui tươi có xe từ lạng sơn hải dương chờ ăn hàng bờ bên kia cần cẩu vương dài bốc xếp hàng từ dưới sông lên và từ trên bờ xuống làng quê bao mến thương a làng có ý đi chậm cho thầy ngắm sông xe qua cầu bình thang cây cầu mới khánh thành thỏa nỗi ước ao của các chị hai quan họ Khó cần phải bắt cầu giải yếm qua sông nữa. Mặt cầu rộng, nó vinh dự được mang tên một địa danh lịch sử, Bình Thang. Địa danh cách đây 600 năm, nhà Trần đã mở hội nghị Nguyệt Bàn, bàn bạc dưới ánh trăng, trên bãi Bình Thang, bàn kế sách chống giặc nguyên mông. Sang quốc lộ 18, xe nối hàng nhộn nhịp tưng bừng. Anh Lan bảo, nhà bạn ấy ở thôn Phụ Lãng nhìn ra sông cầu, thầy Minh nghĩ, gớm phụ lãng nổi tiếng miền Bắc, nhà nào chả có chung tương phải cà. Cái âu cái chậu màu nâu hay da lưng gần gũi thân thương. Phụ lãng gần quá, nổi tiếng quá, với lâu ông vẫn tự hào về nó. Thế mà hơn 70 năm cuộc đời, hôm nay mới về thăm, mới giáp mặt sông cầu lơ thơ nước chảy. Chuyến đi sẽ được cả ý lẫn tình. Nhưng ông chưa hình dung ra không khí cuộc vui này xe qua khu công nghiệp quế võ xưa cánh đồng xã châu phong bị bỏm sau bóng quê nghèo mái rạ liêu xiêu còn đó hình ảnh từng đoàn quân đánh dặm mà nay đã là khu công nghiệp sang sát nhà cao tầng tưởng như ở tận đâu đâu xa xôi lắm chợt mùi khói bay bên đường xếp nhiều thang củi chung vậy cảnh làng nghề chật chội và lượm thượm vốn có là đây xe từ từ vào cái cổng hoa mạ đồng rất tân kỳ cái sân rất rộng đã có mấy chiếc ô tô đắt tiền bên căn nhà siêu to siêu đẹp vợ chồng chủ nhà ra chào họ còn trẻ nhàn nhát tuổi á lan bên hiên nhấp nhô mấy vị cao to đúng là tướng tá thật chủ nhà giới thiệu tên là quốc hưng còn vợ là thúy liễu họ dẫn chúng tôi làm quen với thiếu tướng nhật quang đại tá lưu diễn vốn người đơn vị cũ của quốc hưng cùng hai phu nhân. Ông Minh nhắm đúng một mâm khách thật, một cái bàn tròn phủ vải trắng mút có hình hoa cúc họa mi trong cái bình nghệ thuật gớm phụ lãng mộc mạc nhưng dịu mắt. Á làng trao cho gia chủ món quà, cuốn tờ lịch treo tường năm mới. Năm nay là năm mão, năm con mèo. Cuốn lịch trên nền tranh đông hồ, trên mặt mỗi tờ đều có họa tiết tranh linh vật nơm sang lắm. Khỏi câu nệ nước nồi vợ chồng gia chủ dẫn cả đoàn chúng tôi lên lầu ba ngắm cảnh. Sông lục đầu mênh mang huyền bí, núi Côn Sơn như đội mây nhô lên lại in hình xuống nước thành nơi tiếp cận của đất với trời. Từ đây lên phủ lạng thương là chiến tuyến sông như nguyệt, mồ chôn của giặc tống, giặc minh. xuôi xuống mạng hải phòng là chiến dịch bạch đằng lừng lẫy. Quốc lộ 18 như đã chật với nhộn nhịp các làng xe. Công nghiệp đã chính lĩnh bản đồ quế võ. Màu công nghiệp đã thay thế màu xanh khoai lúa. Thúy Liễu cười tươi duyên. Giờ mà các vị các anh xuống vườn khách cho ấm. Vườn khách vuông vắng, bao quanh là bức tường cây râm bụt xanh biếc, cắt phẳng lừ. Trên vòm thép, những cây nho sần sùi, khô lá thấp thoáng những chùm quả mộ. Bốn gốc treo những chậu phong lan thả hoa đỏ, trắng hồng, vàng tím thoang thoảng hương cái bàn to tròn trải niệm hoa và bộ trà gia lương bên cái khay có những chiếc ly cao chân trong vắt biểu hiện sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc hội ngộ mà gia chủ đã mong cầu sau tuần trà gừng ấm nóng gia chủ mời mọi người đến một góc phường nơi có nhà liều lợp lá cọ quốc hưng giới thiệu đây là khu mộ rượu bốn chùm sáu mươi lít chùm đinh lăng ba kích nếp cẩm và tá mèo. Nó được thiết kế từ khi em rời quân ngũ, chừng hơn 10 năm. Tháng trước, khai quật một chum táo mèo lên nhà mới, lại đổ đầy chum rượu mới. Bây giờ, nhờ các bác khai quật một chum cùng thưởng thức, để quà mỗi bác một canh ăn tết con mèo. Nghe mà con tim ông Minh đã rung lên vì thú vị. Người ta kháo nhau rượu chia phát 18, nghĩa là đã ủ 18 năm là có chia phát 22 nữa. Thú thật, rượu nếp cái hoa vàng và ngâm ủ lâu năm thì không kiếm gì rượu ngoại. Ông Minh là trưởng phòng giáo dục thời bao cấp, đâu có biết miếng ngon. Giờ dân vào nước mạnh, lãnh đạo giờ họ chả thèm khác thứ gì. Thi thoảng ông cũng được ké tí chút. Hơn 10 năm làm lính biên phòng, trải bao gian khổ. Nhân quê hương có chủ trương cho đun gạch để hạ thấp độ cao đất bãi. Anh xin nhận một cục để lấy vốn đun đốt gạch. Thành công đấy nhưng vất vả. Quốc Hưng cầm cái cuốc cạo nhẹ những lớp cát vàng ươm lại đến lớp trò đen xì. Sau một chập lộ dần những cái nắp chung ghi chữ sơn trắng còn rất rõ. Nếp cẩm, đinh lăng, ba kích. Quốc Hưng hỏi thiếu tướng Nhật Quang thích khai quật chung nào. Ông đưa mắt sang đại tá Lưu Diễn. Đại tá đưa mắt tìm tiếng nói chung. Cuối cùng họ quyết khai quật chung đinh lăng gia chủ trịnh trọng lấy cái khăn xoa lao sạch nắp chum mở nắp miệng chum được đậy bởi ba lớp lá sen bỏ ba lớp lá sen hương đinh lăng ồ ra thơm ngất ngây nước vàng ống như mật ong thúy liễu dùng cây gáo cán dài tiện từ gốc tre già đánh vết ni nhẵn bóng trao đi trao lại lên bề mặt rồi múc một ít đưa cho thiếu tướng nhận diện và nhấp thử mọi người truyền tay nhau nhấp chút men đầu cố sức truyền cảm đầy bí ẩn món ngon nhanh chóng bài ra rượu rót vào các ly bát đũa đã vào vị trí quốc hưng đứng lên khai mạc kính thưa nguyên thủ trưởng nhật Quang cùng phu nhân kính thưa nhà giáo hồng minh thưa đồng đội lưu diễn cùng phu nhân thưa nhà văn á lan hôm nay thật tuyệt vời vợ chồng em được đón tiếp các bạn chí tình đến mừng cho chúng em có ngôi nhà mới không biết nói gì hơn là lời cảm ơn từ con tim và chúc mọi người mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Thiếu tướng Nhật Quang đáp từ Kính thưa anh cả nhà giáo Hồng Minh, thưa các bạn, tôi nghĩ rằng con người được làm việc theo nguyện vọng là hạnh phúc nhất. Cách đây 13 năm, khi đó Quốc Hưng là thiếu tá chỉ huy trưởng tiểu đoàn như đồng chí Lưu Diễn. Thật ra lúc đó ai cũng nghèo. Quốc Hưng thấy ở quê đang có chủ trương cho đóng gạch hạ thấp độ cao đất bãi. Đồng chí xin nghỉ, một cục lấy vốn về quê mua đất xây lò đun gạch. Giờ đồng chí là doanh nhân, còn chúng tôi cũng đã nghỉ hưu. Nhìn cơ ngơi thế này rõ ràng là dễ chịu. Đồng chí đã tạo việc làm cho hàng trăm công nhân có thu nhập tốt, đóng thuế vào ngân sách chắc không ít. Chúng tôi nghỉ hưu, cơ bản là nghỉ lao động, còn đồng chí sẽ còn tiếp tục chiến đấu với thương trường còn tạo việc làm cho nhiều ai đó, đóng thuế cho nhà nước thêm nữa, nuôi hai con qua đại học, trên đại học. Chúng tôi chúc mừng gia đình quốc hưng Thúy Liễu. Tiếng vỗ tay nhiệt thành hoan hỷ, mọi người đứng lên, ly trong tay, thầy Hồng Minh hít hạ, đưa mắt ý mời bắt cạn. Cái nồi tráng men hoa văn rực rỡ, lửa ga riêu riêu, Thúy Liễu mở cái vùng, mùi thơm bốc hơi nghi ngút. Thả hành tươi từng bát, rồi múc canh cho mỗi người hai muôi khai vị. Thơm ngọt, ngon hơn bất cứ món súp khai vị nào mà thiếu tướng đã từng. Ông nhưng ngẫm xem đó là thứ súp gì, nhưng đành chịu. Thúy Liễu bảo bí mật quốc gia. Quốc Hưng gấp cho mỗi người miếng chả màu ca cao bắt mắt. Chà, thơm, dai dai, lại mềm, rất lạ. Thầy Hồng Minh thú lắm, nhưng rõ là chưa thấy bao giờ. Thúy Liễu mới giải thích, nãy là súp cua, cua giả lấy nước dọc nướng bỏ vỏ vào hộp xoay nhuyễn lọc lấy nước cua nấu cho nổi gạch vớt gạch vào vải xô lọc ép như làm đậu sau thịt ba chỉ lọc bì xoay nhuyễn cùng gạch cua thêm quả trứng rau răm nướng dọc cho vào canh nước mắm ngon mì chín làm súp rất quan trọng nữa là hành lá thái nhỏ canh đang sôi múc vào bát hành cho nó chín vừa độ thế mới dậy mùi mới đạt sự tuyệt hảo như chút hay non chút để mất hương. Mới đi có ba bước mà món ngon còn với rượu ngon ai cũng thấy bừng bừng vui vẻ. Một món chiên được mang ra, chủ cấp cho mỗi người một miếng nếm thử. Anh nói, món này chấm với nước tương bần. Đại tá Lưu Diễn Tiên Phong vừa ngay vừa nhận xét, giòn, dai, rất thơm và ngon mùi gì thì chịu, không phải thịt, không phải cá, chắc là một loài nấm hay côn trùng á lan sành ăn và chịu khó làm món ăn nhưng chưa hề được ăn những món như nhà Thúy liễu cô bể đôi miếng rán nguyên hình con cá bé như đầu ngón tay tẩm bột loại cá á lan chưa thấy bao giờ Thúy liễu hi hi cười giải thích đây là cá mại vằn loại cá này bây giờ rất hiếm nó chỉ sống ở ao bèo cái sạch sẽ hay mương sâu có bèo thịt của nó rất thơm ngon và không hề tanh mùa xuân cá đầy bụng trứng càng ngon hơn giờ chỉ còn thấy ở vùng Trung Kênh, Mỹ Hương, huyện Lương Tài, phải nhặt nhiều chỗ mới được một cân. Lọ này rửa sạch, cho ráo nước, dùng chảo chõn chao dầu. Lại đun với nước tương bần và nước giả cây thì là, cho ngấm vào trong, sau vớt ra cho ráo, tẩm bột lại chao tiếp, thịt nó mới dai và đậm đà ngon thơm hơn bất kể loại cá nào. Một đĩa ngọn lan xào tỏi thơm in bốc hối Chủ nhà bảo, nào, chào món mới cái nhỉ đã uống là phải vui vẻ em xin hô thế này các anh chị hô theo nhé một hai ba vui vẻ một hai ba uống thiếu tướng vui vẻ nói hô thế này mới đúng hô vô vô không hay nghe nói xuất xứ của nó từ bữa tiệc ăn mừng trong phim của bọn địch đấy kể thì cũng chả sao nhưng một hai ba vui vẻ mới đúng vì đã uống thì phải vui vẻ còn vô có nghĩa là cho nó giàu, thô và khiên cưỡng. Thầy Hồng Minh thích thú và nói, từ nãy đến giờ tôi thấy toàn điều mới hay và lạ, tôi đánh giá cao cái món ngọn lan xào này. Gia chủ cẩn thận bấm hết phần búp rau, đấy là phần làm nhũng và ngâm đắng, chứng tỏ ông bà chủ có quá nhiều trải nghiệm và tinh tế trong lĩnh vực ẩm thực. Tiệc tùng ăn uống nhiều rau lan xào tỏi không chỉ là món ngon còn giúp mau tiêu, bổ rượu. Rượu ngon cùng món nộm xứng tầm, hoa chuối thái miếng bớt nhẹ, rưới chua ngọt hạt mè, ngỗ trắng và kinh giới thật là xuất sắc. Món thịt gà luộc bốc trộn lá chanh ngon hơn thịt gà băm. Bất ngờ là mỗi người tô bún ốc. Ốc nhồi ta gắt bếp, ruột vàng màu mỡ, gà giòn sần sật. Nước dùng là nước luộc ốc cộng với nước xích gà. Mọc và thịt lợn quai thái nhỏ. Chanh ớt giấm tỏi có đủ, ai muốn đưa ca thế nào thì tùy thích. Bát bún ốc nóng hổi thơm lừng, được đánh giá là đỉnh của đỉnh hấp dẫn khó cưỡng. Bà Nhi, vợ tướng, vốn là người Hà Nội phố, đưa ra lời nhận xét. Tôi cũng hay ăn bún ốc Tây Hồ, ở đó là gia truyền, nhưng bún ốc nhà ta khác, thơm ngon hơn. Nhận lời khen như ăn món ngon, vợ chồng gia chủ chỉ biết cảm ơn. Trước khi dọn mâm, mỗi người một cái khăn mặt tẩm nước chè nóng, lao tai lao miệng. Thúy Liễu bảo, đây là cách làm của mẹ chồng em. Mỗi khi ăn xong, cụ thường lấy chén nước chè ấm, lao tai lao miệng. Bả chè sát vào tai sạch sẽ, thơm nước luôn. Quốc Hưng mới mang ra một cái rổ tre, có bèo tay cho bộ hóng bám vào và những con ốc nhồi đen bóng nặng trịch. Đây là ốc nhồi bồ hóng mà chúng ta vừa thưởng thức. Ốc nhồi ta vớt ở ao bèo vào mùa thu hay mùa đông để gắt bếp cho nó ăn khói. Ốc ăn khói, toàn bộ ruột của nó biến thành thịt nên đặt như thế này. Nó có thể sống cả năm hoặc vài năm. Thịt ốc rắn như nấm lim vàng tự nhiên chứ không nhượm như nhà hàng. Nghe nói ở miền Tây Nam Bộ họ vẫn làm nhưng khí hậu nóng tỷ lệ sống chỉ được 50%. Thứ này không có mà bán đến đây thì ai cũng ngỡ ngàng. Thiếu tướng cũng thốt lên. 40 năm chinh chiến, chả nơi nào trên đất nước này tôi chưa qua, nhưng đúng là còn bao điều tôi chưa hiểu. Lần đầu tiên tôi biết đến món chả gạch cua, ăn cá mại phần và món ốc nuôi gác bếp. Tôi ngưỡng mộ thí liễu công dung ngôn hạnh. Ông bắt tay quốc hưng, thảo nào chú ấy không muốn làm chỉ huy là phải, với liễu thẹn và vui, cô tiết lộ. Thời bé, ở nhà cha mẹ, cạnh nhà có ông chuyên tổ chức đánh bạc, mỗi lần có thuyền vôi, thuyền muối về bến. Ông ấy lại mời cánh đốt lò gạch, chủ thuyền, cánh ba tô, buôn gỗ, trâu bò trong vùng, về nhà đánh bạc, hay là mở tiệc mua chuột nhà chức trách làm ngơ cho công ty làm ăn, nên ông ấy nghĩ ra những trò không mấy tốn kế mà ngon miệng. Em học được phần nào, ông ấy thật là vua ẩm thực, thời nào cũng có bọn cơ hội đứa phạm pháp kiếm sống đứa sống bằng bảo kê thế mới rối ren thế lão ấy còn sống hay đã chết hắn là thầy dạy chính hiệu sống chết tết dỗ đấy nhé thiếu tướng cười rất tươi dạ thiên cổ rồi à. đúng em cũng không phục cô ấy thi thoảng cô ấy cũng biếu cho em vài món toàn món bình dân nhưng ngon tuyệt nhờ tài nấu món mà quy tập được đủ hạng người phục vụ cho mình tiệc trà ngồi trong nhà, phòng khách rộng mà không treo tranh đồng, tranh gỗ, chỉ bước tranh lụa, thuận buồm xuôi gió. Quốc Hưng đứng trước ban thờ thấp nén nhang, vái ba vái, rồi hạ một con hổ gớm khá uy nghi, đặt lên chiếu hoa, giơ cái chạy gỗ tuyên cáo. Hôm nay tất nhiên, hóa kiếp cho mày sang kiếp khác. Anh giới thiệu, đây là linh vật của năm, linh vật cũng là thần tài, là hôm tiết kiệm. Mỗi khi nhà em lĩnh lương đi chợ có tiền lẻ thì bỏ vào đây. Em đi mua xăng có tiền lẻ cũng bỏ vào đây. Tiền lẻ là tiền từ 20.000 trở xuống, cũng kha khá đấy. Một năm cơ mà, hôm nay tất niên đập ra lấy tiền rồi thay linh vật mới. Một cái gõ nhẹ ngăn lưng hóa kiếp con hậu đất. Cái đống tiền lẻ trong bụng nó bung ra tràn xuống chiếu. Mọi người cùng nhặt giúp, cất được hơn 8 triệu. Quốc Hưng bảo đủ nhà em ăn Tết em biếu mỗi nhà một con mão đất làm linh vật của năm mới, vừa làm ống tiết kiệm. cuối năm tất nhiên em sẽ tặng linh vật mới. em tin nó sẽ mang lại nhiều tài lộc niềm vui cho mọi nhà. nét mặt hắn vui tươi rạng rỡ, vợ hắn trao cho mỗi nhà cái can 5 lít rượu chum và một con hổ gốm thật đáng yêu. bất ngờ liên tiếp bất ngờ sáng tạo hàng đẳng cấp, thế mà bộ văn hóa chưa biết để phổ biến thành việc làm thường quy hàng năm. Thúy Liễu giải thích nhân duyên kỳ ngộ chả là ba năm trước em đọc bài báo nói về phong tục đón mừng năm mới của người hy lạp là sau bữa tiệc tất nhiên phải đặt đi vài đồ sành sứ cầu may em nghĩ nước ta thờ 12 con giáp mỗi năm một linh vật bằng gốm sao ta lại không em đã nghĩ ra từ năm ngoái chuẩn không phải chỉnh cả nhà thiếu tướng đứng lên bắt tay thứ liễu trước mắt chúng ta là ngọn núi mà chúng ta chưa biết rồi tác phẩm linh vật của em sẽ đi vào đời sống toàn dân cá nhân tôi và chắc cả mọi người ở đây sẽ ghi nhận và quảng bá cho em các bạn là nhà báo nhà văn viết bài đi nhé thật chí lý và ngưỡng mộ trên đường về thầy hồng minh cứ lặng đi lặng đi vì hài lòng và thú vị thầy nhìn con đường đồng lúa làng quê tươi đẹp làm sao miệng nhắc đi nhắc lại linh vật linh vật nếu tôi làm bộ trưởng tôi sẽ cho phổ biến đại trà, nước tài nhiều vùng gớm xứ. Ông lại nói, làm thế nào để gặp được bộ trưởng? Câu chuyện thứ ba, người về bến sông trai. Anh thị rất kỳ mấy tiếng gọi là tẩm quốc người mù, massage khiếm thị hay là giác hơi xoa bóp người kém mắt. Nó cứ sức sượt, xúc phạm làm sao ấy. Bác, cho em vào bấm huyệt. Anh xin phép tự tốn thế, mỗi lần kịch xe tới chiếc cổng, con bảo vệ mờm miệng suốt ngày như băng keo dính ở chỗ thầm làm việc. Thầm hiền và đẹp, tự như cây súp lơ mùa thu ấy. Đúng là ví von láo liếu, nhưng mà chính xác. Với lại, anh cũng chưa nói với người nào cả. Không hiểu tại sao mỗi lần gặp chị là anh cứ nghĩ đến cây súp lơ trồng vào mùa thu xanh mương bước, ngọt ngào, lẩm tẩm sương sớm vậy. Ý anh là chị rất đẹp, cái đẹp nữ tính, lặng và chỉ anh mới biết, mới đánh giá bằng các giác quan sau mấy năm nhờ chị chăm sóc khi mỗi đợt trở trời, người lục cục, rong rỗng như những viên cụi ném rời rạc trong chậu nước. Biết là biết, từ dạo nhà anh chưa bão gió kia. Thầm nhanh nhẹn có nước da trắng hồng, má tóc bồng mền và đôi mắt không nhìn thấy tia ánh sáng nào, cứ trong sâu vội vội. Chỉ từ năm ngoái anh mới đích xác Còn mấy năm về trước anh không đủ dũng khí nhìn vào mắt thầm Anh luôn cảm giác và tưởng tượng tối tăm về đủ thứ hình dạng, màu sắc Mỗi lúc nghĩ đến đôi mắt lòa của chị Ôi, sao hả anh, em làm hơi mạnh tay ạ à? Anh thức thanh lên khi quyết định hôm đó sẽ nhìn sâu vào mắt chị anh thật sửng sốt, đôi mắt to, trong veo, long lanh, đẹp miên mang từ nay anh có thể tuyên bố với mọi người rằng có những đôi mắt người khiếm thị đẹp đẽ vô cùng rất trong và sống động một ý nghĩ luôn dị lên trong đầu anh như những dấu mốc quần hiện ra trước mặt là sao nhỉ đôi mắt đẹp thế lại không có một chút ánh sáng nào lọt được qua lạ và khó hiểu thầm cũng biết từ cách đây vài năm anh đã không dám nhìn vào mắt chị và chắc chị sẽ tha thứ vì biết anh ngại không muốn dội thấu nỗi đau tận cùng của thầm rồi hôm đó chị bắt quả tang anh chứng kiến đôi mắt đẹp tuyệt và chị vẫn cứ hỏi anh một câu tỏ vẻ ngỡ ngàng tuy không quánh sáng động trong đôi mắt ấy nhưng anh biết ông trời và cả cuộc sống cai cực tháng ngày qua đã cho chị một giác quan cảm nhận tinh tế có lẽ còn hơn rất nhiều người khi biết chút ít về cuộc sống của chị thì anh lại nghĩ đôi mắt thiếu ánh sáng không phải là nỗi đau nhất trong cuộc đời thầm. Nỗi đau lớn nhất là là sự bạc bẽo của người chồng đã bỏ mặt chị và đứa con nhỏ khi biết đôi mắt thầm dần tối không thể nào chữa được. Và còn nỗi đau mất cha nữa. Chỗ dựa lớn ôn tồn vững chãi của thầm từ tấm bé khi cha mất chứng ung thư qua đời lúc gia đình riêng của chị như con đò cặp cơn dông tố giữa dòng. Tại cái bến sông trai ấy, nơi quanh năm suốt tháng, thầm và bao người đàn bà miền núi khác ra đây giặt chiếu. Những tấm chiếu bánh tẻ cứ lóa nắng trong các buổi chiều mùa hạ. Bao chuyến bè xuôi sông trắng sóng. Trên đó có những người đàn ông cứ phùng phục đi qua cuộc đời họ ở bến sông này và nhiều người đã không quay trở lại. Đi qua thầm là người chồng tệ bạc như loài cú đêm ăn xác thối. Mãi sau này, chỉ mới nghe từ miệng láng giềng gọi bố cái quy như vậy. Những chuyến bè qua bến buộc, ầm oạm sóng, hiện trên đôi tai thầm. Mỗi lần chị nghe thấy, liệu có tiếng rẽ sóng của chuyến bè nào ngược nước? Thầm càng chờ càng vô vọng, và sau này chị biết người chồng đã ghé bè vào một bến sông nơi thị tứ miền xuôi, gian díu và sinh con với người đàn bà có cuộc sống tốt tươi hơn chị. Cả đã chọn và như con dơi lựa được hang bám yên rồi. Khi con Quy được 6 tuổi, đúng cái tháng cây mất mật đầu hồi nhà trúc lá ngầm ngập, nó được vào học ở ngôi trường tình thương dưới thành phố. Thầm cũng xin phép mẹ xuống xuôi học nghề xoa bớt bấm huyệt ở một cơ sở người khiếm thị. Để được gần con, chị không ngược về cái bến buộc suốt năm trắng những con sống trên sông trái ấy, mà ở lại luôn ở trong cơ sở xoa bớt bấm huyệt của trung tâm ngày vui nhất trong tuần là được đón con từ trường về. Tiếu tích chăm nhau cứ như chim mẹ chim con. Khi những bông hoa sữa trước sân nhà tập thể ngăn ngặt mùi được dâm mùa nở, thì con quy lớn dần mập mạp như cây măng vậu trong bới. Và cũng được ba năm, anh là khách quen của thầm. Anh bấm một tiếng đồng hồ hay hơn à? Lần đầu đến đây, khi anh đã ở trần, trên người mặc một chiếc quần cọc khác nhau ở điểm nào giữa xoa so bóp bấm huyệt một tiếng và tiếng rưỡi đồng hồ em một giọng nói nhẹ như hạt sương rơi em sẽ chú trọng xoa so bóp ở những phần huyệt đạo hết một tiếng đồng hồ còn tiếng rưỡi thì lưu tâm hơn mát xa các nhóm cơ anh làm một giờ thôi dạ vâng ạ à. bàn tay dịu dàng với những ngón như có mắt bấm xoa dai làm lưu thông các huyệt đạo trên cơ thể khiến người anh nóng bừng dễ chịu bàn tay với những ngón như có mắt ấy sau này anh chứng kiến thêm ở bao mũi theo chính xác của chị tạo ra các bông hoa vải tươi sắc những bức tranh tĩnh vật có hồn và anh càng khẳng định khi chứng kiến đôi bàn tay thật khéo rời trên mẫu khuy còn các ngón kia thì thoăn thoắt đâm cây kim nhau lên nhau xuống như là mắt cưỡi công việc chị nhận làm thêm thù khuy áo bông ở một cơ sở gia công áo rét ở cơ quan mà thấy mọi người cứ lao lao tất bật thì chứng tỏ lãnh đạo chưa giỏi tổ chức và chưa truyền được cho nhân viên mình những kỹ năng trong công việc. Qua các cuộc điện thoại trao đổi của anh, chị nghe lỏm, rút ra. Còn gia đình, cơm sôi bớt lửa và khoan hòa nữa. Phải bình tâm, nhẹ lòng mới tìm ra lối, mái nhà mới ấm im anh à. Là những khi thấy anh cứ lặng thinh như hạt thóc mầm mặt thì bí dị từ bánh đa dính mờm và anh kết luận thàm không chỉ có các ngón tay như có mắt em còn có sự cảm nhận sâu sắc hiếm hoi ở rất ít những người đàn bà thông minh anh gặp thời nay thật bất ngờ và thú vị cảm giác dễ chịu nhất ở anh mỗi khi đến đây là được giải lòng về bao điều chất chứa khi thầm cứ miên miết trên lưng trên trán anh đôi bụng tay tròn lẳng cảm như có hàng hà ngọn gió mắt lạnh vờn vàng quấn quýt rồi không biết là làm sao nhu cầu được chị xoa so bóp bóng huyệt ở anh không còn hay chính xác đã được thay thế bằng các cuộc chuyện trò lần đầu là câu chuyện về gia đình về mẹ về cái bến buộc đêm ngày trắng sóng sau nữa là những mối chuyện chẳng đầu chẳng cuối ở đời sống không nhìn thấy cứ cuốn hút dằn vặt thổn thức anh về bao cảm nhận bởi đôi mắt không thấy ánh sáng của thầm hàng tuần nhu cầu tới trung tâm chăm sóc sức khỏe ở anh chỉ là sự thèm muốn giải bài mong được nghe thầm kể chuyện nghe rồi được ngắm đôi mắt lấp lánh thèm khát bao điều bình dị hiển hiện ở đời sống vốn vất vả lắm bất bình và không thiếu những điều ấm áp này dịp cuối năm cũng hệt như những chuyến bè đời gã chồng của thầm bão gió ập xuống gia đình anh khi các cuộc điện đàm không hề có hồi âm ở người vợ trẻ hơn anh hai chục tuổi bỗng biến vào khoảng không bất định sau chuyến công tác nửa năm ở phương quốc Na Uy. Có lẽ chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới của đất nước này đã quyến rũ khiến người vợ nông nổi không cưỡng được hay bởi sự buộc ràng về những đứa con giữa anh và cô ấy mỏng manh do một lần lỡ dở. Bé đã không thể chào đời khi vừa 5 tháng tuổi. Không biết có phải vì nỗi đau ám ảnh mà vợ chồng anh không thể một lần nào có con được nữa. Đây có lẽ là căn cớ để vào một đêm mưa gió, trận lụt ngập băng đường phố năm ấy, anh nhận được dòng tin khô khóc. Anh đừng chờ em nữa, em sẽ làm các thủ tục ly hôn gửi về sau, tha lỗi cho em. Dòng tin nhắn như một trời sắm chớp phủ lên anh, khiến cả năm sau, cứ mỗi lần mưa gió, anh lại như mồm một tiếng sắm ầm ầm, dấu ngoài trời chỉ là mưa rã rít. Chị Tham đã về quê và không xuống nữa Nửa tháng rồi chú Cậu bé cùng làm ở trung tâm nói Khi anh mình mẩy chẳng lục cục rong rỗng Mà ruột gan cứ rối bời Anh nghĩ đến chị Muốn gặp để sẽ chia điều gì Mà trong lòng anh cũng chẳng biết rõ ràng nữa Chị về sửa lại mái nhà Và phải trong mẹ bị bệnh nặng Nằm viện hơn chục ngày nay Bé Quy ở luôn trong trường Cả những dịp nghỉ học Thời gian trở lại trung tâm khiếm thị làm việc có lẽ rất xa vời đối với thầm. Anh bỗng hình dung ra dáng chị lẫn trong bóng những người đàn bà đang giặt chiếu gặp án chiều đỏ rực trên bến buộc. Anh như người không trọng lượng, lòng trống rỗng, rồi một cảm giác chán nản, muốn quên, muốn dắt hết công việc ở cơ quan, cứ dâng lên sao sát. Có điều gì thôi thúc, mong lung dục dạ anh phải đi tìm chị. Tìm gặp rồi sẽ nói gì, cũng chẳng thể mượn tượng được nữa chỉ biết trong anh đang có một mái chèo quẩy trở. Vào tuổi sang chiều, anh lật đật một ngày ngược dòng sông tìm về cái bến của người đàn bà anh mong gặp. Anh biết chặng đường sẽ gian khó vì suốt chiều dài con sông trai nhiều khúc khỉu này liệu sẽ có bao nhiêu bến nước và bao nhiêu người đàn bà giặt chiếu trên sông. Anh thì rất tin vào phép màu kỳ diệu, con tim chị sẽ dẫn lối cho anh. Dẫu mất bao nhiêu thời gian anh vẫn quyết tâm tìm cho được thầm anh đã cất sẵn trong lòng mình một chiếc nhẫn cầu hôn chăng? không với chị chiếc nhẫn chỉ là lời chứng vô giá trị vì trước chị anh đã là chiếc bình pha lê trong suông suốt rồi cơ mà.